Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Toàn tỉnh thành lập được 253 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Huyện Văn Lâm tập trung giải quyết tình trạng rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Xã Minh Phượng có 30 hộ trồng gần 20 ha sen kết hợp nuôi cá cho hiệu quả kinh tế cao. Các hộ dân xã Tư Dân tăng thu nhập từ thu mua lá chuối. Nắng nóng cao điểm, bệnh nhi bị sởi tăng đột biến. Sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, hậu quả khôn lường. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh gieo cấy lúa mùa. Toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 6.000 ha, đạt 20% tổng diện tích. Trong đó, gieo thẳng đạt gần 1.000 ha, còn lại là cấy. Đã có một số xã cơ bản hoàn thành gieo cấy như Hồng Quang, huyện Ân Thi, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, các xã Quang Hưng, Tống Phan, Nhật Quang của huyện Phù Cử. Cùng với tập trung gieo cấy, các địa phương đã làm đất đợt 2 được gần 20.000 ha. Từ thời điểm bắt đầu gieo cấy đến nay, có nhiều ngày nắng nóng gây ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy, cũng như khả năng phục hồi của lúa sau khi gieo cấy. Vì vậy, các địa phương chưa hoàn thành cần huy động tối đa lực lượng để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, đảm bảo khung thời vụ tốt nhất. Khi gieo cấy tránh thời điểm nắng nóng, tranh thủ gieo cấy vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát để tạo điều kiện cho lúa nhanh phục hồi, bén rễ hồi xanh, phấn đấu kết thúc gieo cấy trước ngày 10 tháng 7 năm 2019, đảm bảo duy trì mực nước hợp lý trên đồng ruộng, tuyệt đối không để ruộng thiếu nước, khô cạn hoặc ngập úng sau khi gieo cấy và chăm sóc tỉa rậm cho lúa sau cấy. Thực hiện nghị quyết số 13 ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh xây dựng hợp tác xã hoạt động hiệu quả, nhất là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 253 hợp tác xã nông nghiệp thu hút gần 8.000 thành viên tham gia với tổng số vốn đạt trên 132 tỷ đồng. Trong đó có tới 202 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, còn lại là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản và các lĩnh vực tổng hợp. Hiện 100% hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012 và ngày càng năng động hơn với cơ chế thị trường, tự chủ, liên kết trong tổ chức hoạt động. Đã có 21 hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, sử dụng công nghệ sản xuất chế biến thân thiện với môi trường đem lại giá trị kinh tế cao. Chỉ tính riêng năm 2018, tổng thu của hợp tác xã nông nghiệp toàn tỉnh đạt gần 300 tỷ đồng, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho sự phát triển chung của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ đã thu về được hơn 5 tỷ đồng từ việc xử lý đất dôi dư, lấy nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Huyện Yên Mỹ đã tiến hành xử lý đất dôi dư cho 28 hộ và thu được hơn 5 tỷ đồng, trong đó xã Nghĩa Hiệp xử lý được nhiều nhất 6 trường hợp có đất dôi dư, thu về gần 850 triệu đồng. Xã Đồng Than xử lý được 5 trường hợp, thu về hơn 500 triệu đồng. Xã Liêu Xá xử lý được 3 trường hợp, thu về hơn 1,2 tỷ đồng. Để có được kết quả đó, huyện Yên Mỹ đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa cũng như lợi ích mà người dân được hưởng từ xử lý đất dôi dư. Những năm gần đây, tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện Ân Thi đấu nối sử dụng nước sạch tại các nhà máy nước không ngừng tăng cao. Nếu cách đây 3 năm trở về trước, tỷ lệ người dân tại huyện Ân Thi đấu nối sử dụng nước sạch tại các nhà máy nước chỉ chiếm từ 10 đến 20%, thì hiện nay đã tăng lên 50% và có xu hướng tăng cao trong thời gian tới. Các địa phương có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tăng cao gồm thị trấn Ân Thi, Đa Lộc, Tiền Phong, Nguyễn Trãi, Cẩm Ninh, Hoàng Hoa Thám và Văn Nhuệ. Hiện tại trên địa bàn huyện Ân Thi có 5 đơn vị cấp nước sạch cung cấp nước cho các xã thị trấn, tỷ lệ lắp đặt mạng đường ống đạt gần 97%. Qua thực tiễn sử dụng, các hộ đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng nước, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, rác thải sinh hoạt đang trở thành vấn nạn ở nhiều địa phương, đe dọa tới môi trường và sức khỏe của người dân. Để giải quyết tình trạng trên, huyện Văn Lâm đã tập trung xử lý chất thải sinh hoạt một cách triệt để, ngay từ cơ sở, thôn xóm. Một điều dễ dàng nhận thấy ở huyện Văn Lâm trong thời gian gần đây đó là hàng loạt những bãi rác tồn đọng lâu năm nằm trong các khu dân cư và trên một số tuyến đường đã được vận chuyển đem đi xử lý.
đơn cử như bãi rác thải sinh hoạt tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo với trữ lượng gần 800 khối rác thải các loại ứ đọng nhiều năm nay đã được vận chuyển sạch sẽ và thay vào đó là bãi rác thải sinh hoạt được xây dựng chỉnh trang, sạch sẽ. Về một công tác môi trường thì Đảng ủy ban nhân dân xã đã ra nghị quyết rồi chỉ đạo các cơ sở thôn cùng tập trung làm xanh sạch đẹp các tuyến đường giao thông, rồi là các tổ đội vệ sinh dọn dẹp hàng ngày trong dân cư đến cảnh quan môi trường tại địa phương nó xanh sạch đẹp. Để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, phải nói có sự chung tay từ chính người dân. Đến nay, nhận thức trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường của nhân dân trong huyện có chuyển biến rõ rệt, ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, các phong trào do cấp chính quyền cơ sở, các ban ngành đoàn thể phát động đều được hội viên và nhân dân hưởng ứng tích cực. Những cái điểm nóng ô nhiễm môi trường, những cái điểm đổ rác ô nhiễm môi trường ở trong cái thời gian vừa qua thì Ủy ban huyện đã tập trung chỉ đạo và tất cả các xã thị trấn, các ban ngành của huyện đã vào giải quyết từng điểm, cơ bản đã được giải quyết xong. Hiện nay là huyện đang phát động phong trào là toàn dân tham gia bảo vệ vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Có những thôn là đến định kỳ 1 tháng 2 lần là toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Từ cái phong trào này thì tình hình vệ sinh môi trường ở trong các đường làng ngõ xóm và trong các cái địa bàn dân cư của Vân Lâm đã được giải quyết cơ bản. Hiện 100% các xã thị trấn ở huyện Văn Lâm đã thành lập tổ đội hợp tác xã vệ sinh môi trường, tham gia thu gom rác thải và tổ chức thu gom rác thải định kỳ. Đến nay, cảnh tượng đường làng ngõ xóm bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt ở Văn Lâm đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Kết quả trên đã góp phần làm cho chất lượng môi trường ở Văn Lâm đang được cải thiện, đóng góp tích cực quan trọng cho công tác bảo vệ môi trường và hoàn thành tiêu chí này trong xây dựng huyện nông thôn mới. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ đã chuyển đổi những diện tích ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen kết hợp nuôi trồng thủy sản, mang lại thu nhập cao cho người dân. Hiện nay, toàn xã có gần 30 hộ trồng sen với tổng diện tích 20 ha, trong đó có nhiều hộ trồng nhiều như gia đình anh Trịnh Xuân Bắc, thôn Mai Xá trồng 4 ha, anh Nguyễn Hữu Tuấn, thôn Điểm Đông 3 ha. Theo người dân nơi đây cho biết, sen là giống cây dễ trồng, khả năng kháng bệnh tốt nên không tốn nhiều công chăm sóc. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng nên các diện tích sen cho năng suất kém hơn các năm trước. Trung bình đạt từ 4 đến 6 tạ sen tươi trên 1 hectare. Bên cạnh đó, tận dụng diện tích mặt nước, một số hộ sen canh nuôi cá trong đầm sen được thu hoạch ngay sau khi sen hết vụ với chất lượng cao, thịt chắc, thơm ngon do nguồn thức ăn tự nhiên trong đầm sen dồi dào. Với giá bán từ 30 đến 50.000 đồng kg hạt sen tươi, 15 đến 20.000 đồng 10 gương sen, bình quân mỗi hộ cho thu lãi từ 1,5 đến 2 triệu đồng một sào. Bên cạnh đó, nuôi cá cho thu nhập 100 triệu đồng một hecta một năm, tổng trồng sen và nuôi cá cho thu lãi trên 155 triệu đồng một hecta một năm. Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình ở thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ đã lựa chọn việc xuất khẩu lao động để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống gia đình. Việc xuất khẩu lao động trở nên sôi động và phổ biến ở thôn Viên Quang trong khoảng 10 năm trở lại đây. Hiện nay toàn thôn có 105 người đang làm việc tại các nước Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong đó, có một số người đã ở lại, nhập quốc tịch và bảo lãnh cho người thân sang sinh sống và làm việc tại nước bạn. Công việc và ngành nghề chủ yếu là kinh doanh, công nhân cơ khí điện tử lái xe, giúp việc gia đình và chế biến thực phẩm. Hàng tháng, trung bình mỗi lao động ở nước ngoài gửi về cho gia đình từ 15 đến 20 triệu đồng. Nhờ đó, những gia đình có người đi xuất khẩu lao động không chỉ giàu lên về vật chất, mà đời sống tinh thần cũng được nâng lên rõ rệt. Diện mạo làng quê ở thôn Viên Quang cũng ngày một thay đổi với nhiều nhà máy bằng đang được xây dựng. Thời gian qua trên thị trường, lá chuối đang được ưu tiên lựa chọn sử dụng để gói thực phẩm, dần thay thế túi ni lông. Chính vì vậy, nhiều hộ dân ở xã Tư Dân, huyện Khoái Châu đang phát triển nghề thu mua lá chuối tận dụng sản phẩm nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện xã Tư Dân có 3 điểm thu mua lá chuối với sản lượng lớn, đó là các gia đình ông Cao Văn Thường, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Duy. Theo các hộ dân cho biết, do yêu cầu sử dụng của lá chuối tiêu là lá khô để gói các loại bánh gấc, bánh gai, nên phần lớn phải tranh thủ thu hái trong khoảng thời gian từ 4 đến 9 giờ sáng. Bởi khi ấy, lá chuối mềm, dẻo sẽ dễ dàng dọc và xé lá. Hiện nay, các gia đình đang nhận thu mua lá chuối tiêu khô cho hàng trăm người dân ở địa phương
với giá từ 6 đến 18.000 đồng một kg. Tùy vào từng thời điểm, trung bình mỗi tháng các hộ gia đình xuất bán khoảng 30 đến 60 tấn lá cho thị trường các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa. Không chỉ góp phần tạo thêm thu nhập cho các hộ gia đình với việc sử dụng lá chuối hàng ngày trong cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng. Do đảm bảo tốt các điều kiện về kinh doanh điện năng trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hợp tác xã Điện Tân Tiến luôn đáp ứng yêu cầu sử dụng điện trên địa bàn được các khách hàng tin tưởng. Theo đó, hiện Hợp tác xã Điện Tân Tiến đang quản lý khai thác 8 trạm biến áp với tổng công suất 3.760 kV-A và hệ thống đường dây tải điện với gần 90 km dây cáp dẫn phục vụ cho 3.350 khách hàng sử dụng điện, trong đó có 150 khách hàng là cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong 2 năm 2017 và 2018, Hợp tác xã Điện Tân Tiến đã đầu tư lắp đặt mới 2 trạm biến áp và thay thế hệ thống dây dẫn điện bằng cáp bọc, qua đó vừa nâng được công suất, vừa giảm tổn thất điện năng, góp phần ổn định điện, cung cấp cho các khách hàng trên địa bàn xã. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, Hội cựu chiến binh huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Qua 5 năm, có 15 hộ được công nhận danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương và 46 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Hội đã thành lập được 11 đội xã hội tình nguyện, 65 tổ đội tự quản phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 84 tổ hòa giải, tổ bảo vệ môi trường và 8 tổ tự quản an toàn giao thông đường sắt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên cựu chiến binh đã trở thành tấm gương tiêu biểu đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu nhất là hội viên Nguyễn Văn Xuân ở thôn Ngải Dương, xã Đình Dù đã vận động gia đình xây tặng trường học cho địa phương với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng. Phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, những năm qua Hội cựu chiến binh huyện Tiên Lữ đã nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp trên 8,5 tỷ đồng và hiến trên 20.000 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng. 5 năm qua, cán bộ hội viên cựu chiến binh Tiên Lữ đã tham gia hiến hơn 11.000 công lao động, ủng hộ 8,4 tỷ đồng để cùng với các địa phương đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quang ở xã Thụy Lôi ủng hộ 400 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp hội đã vận động quỹ gần 2 tỷ đồng hỗ trợ hội viên về giống vốn, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, vay 25 tỷ đồng cho 600 lượt hội viên vay vốn. Từ nguồn vốn trên đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ cho thu lãi từ 100 đến 900 triệu đồng, có hộ lãi trên 1 tỷ đồng như cựu chiến binh Trần Thị Hiền ở xã Hải Triều, cựu chiến binh Trần Tuấn Đạt, xã Thiện Phiến, Lương Văn Tâm, xã Nhật Tân, Nguyễn Văn Bế, xã Ngô Quyền, v.v. Các mô hình đã tạo việc làm và góp phần xóa đói, giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Giang và xã Bế Sở đã tổ chức lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lương Hữu Xìn ở thôn Nhạn Tháp, xã Bế Sở. Gia đình ông Lương Hữu Xìn thuộc diện hộ nghèo của xã Bế Sở, bản thân ông bị tật nguyền lại già yếu và đau ốm thường xuyên. Để góp phần giúp đỡ gia đình ông Lương Hữu Xìn xây nhà mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ ông xây nhà mới với số tiền 50 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 10 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân xã Mễ Sở hỗ trợ 10 triệu đồng. Các ngành đoàn thể thôn Nhạn Tháp cùng dòng họ và thành viên trong gia đình chung tay góp sức bằng ngày công lao động, san nền, đào móng và hỗ trợ thêm kinh phí để gia đình xây dựng ngôi nhà mới có diện tích trên 50 m². Thưa quý vị và các bạn, luôn giữ gìn gia đình hạnh phúc, nền nếp nuôi dạy con cháu chăm ngoan học giỏi, gương mẫu và nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương là nhận xét của người dân ở thôn 4, xã Thuần Hưng, huyện Khoai Châu khi nhắc đến gia đình ông Đỗ Khắc Định. Gia đình ông Đỗ Khắc Định là gia đình tứ đại đồng đường, có 4 thế hệ cùng sống hòa thuận với nhau trong cùng một mái nhà. Lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Ông Định luôn dạy con cháu phải chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương. Do đó, gia đình ông luôn sống hòa thuận, vui vẻ. Tôi vừa là người con, vừa là người cha, vừa là người ông. Làm sao giữ được mái nhà êm ấm thì tôi, bản thân tôi, phải là cái nhất là phải gương mẫu.
trong mọi công việc, trong gia đình và phụng dưỡng cha mẹ. Thế và trong gia đình thì dạy bảo con cái làm sao ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế để làm sao là giữ ấm trong gia đình, ổn định cho gia đình. Thì dạy bảo các cháu làm sao học tập chăm chỉ, làm sao có sau này lớn lên có ích cho xã hội. Không chỉ là gia đình tiêu biểu hạnh phúc, với vai trò là cán bộ địa chính xã, là đảng viên có uy tín, hơn 25 năm qua, ông Định còn tích cực gương mẫu tham gia các phong trào tại địa phương. Hòa giải thành công nhiều vụ việc, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong thôn xóm. Từ năm 2012 đến nay, ông Định cùng cấp ủy chính quyền thôn vận động nhân dân đóng góp được trên 1,3 tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình như xây dựng 1,8 km đường giao thông trị giá 450 triệu đồng, xây dựng cổng làng trị giá 200 triệu đồng, hòn non bộ 200 triệu đồng. Riêng gia đình ông, khi địa phương phát động làm đường giao thông nông thôn, đã tự nguyện hiến trên 100 mét vuông đất. Gia đình ông Đỗ Khắc Định là gia đình tứ đại đồng đường, gia đình ông là gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương. Đặc biệt ông là một cán bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, được nhân dân tin yêu mến phục. Những việc làm đầy ý nghĩa của gia đình ông Định luôn được bà con kính trọng, nhiều người học tập và noi theo. Nhiều năm liền, gia đình ông Định được các cấp tôn vinh là gia đình văn hóa, gia đình tứ đại đồng đường gương mẫu. Hiện đang là giữa mùa hè theo các bác sĩ. Thông thường vào thời điểm này như mọi năm, số lượng bệnh nhi bị sởi chỉ xuất hiện một vài trường hợp. Thậm chí không có bệnh nhi bị sởi phải điều trị. Tuy nhiên trong năm nay, lượng bệnh nhi bị sởi nhập viện tăng đột biến. Chỉ tính từ đầu tháng 6 đến nay, khoa nội nhi 2, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã tiếp nhận điều trị cho khoảng 30 bệnh nhi bị sởi. Nguyên nhân là do đa phần trẻ bị bệnh đều không được tiêm phòng vaccine hoặc tiêm phòng chưa đầy đủ. Ngoài ra còn do thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ tăng giảm đột ngột cũng là điều kiện cho các dịch bệnh, trong đó có bệnh sởi phát triển. Đa phần, những trẻ bị sởi khi nhập viện đều đã biến chứng sang các bệnh khác như viêm tai giữa, viêm phế quản phổi, viêm đường tiêu hóa, thậm chí có một vài trường hợp diễn tiến nặng như suy hô hấp, viêm màng não. Cùng với sởi, hiện các bệnh truyền nhiễm như thủy đậu, quai bị cũng có xu hướng gia tăng nếu như không phòng chống tốt. Uống rượu bia khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông, để lại hậu quả nặng nề và đau thương cho nhiều gia đình. Mặc dù pháp luật đã cấm sử dụng rượu bia khi lái xe và có nhiều cảnh báo về các tác hại của rượu bia được đưa ra, tuy nhiên nhiều người vẫn chủ quan hoặc không tuân thủ quy định. Người dân thôn Đại Nại, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ vẫn còn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn chết người xảy ra ngay tại con đường trong thôn. Tối ngày 6 tháng 5 vừa qua, anh Nguyễn Đình Tâm sau khi đi uống bia về có biểu hiện say xỉn, điều khiển xe máy đã đâm vào bà Lê Thị Huê đang đi xe đạp ngược chiều. Hậu quả, cả hai đều phải nhập viện cấp cứu. Mấy ngày sau, bà Huê tử vong do bị thương quá nặng. Điều đáng nói, cả anh Tâm và bà Huê đều ở cùng thôn và có quan hệ họ hàng, chỉ vì rượu bia đã dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Mẹ em cũng vẫn còn khỏe, thì tự nhiên tối hôm đấy thì mẹ em tai nạn, thì nói chung là gia đình cũng sốc và suy sụp ạ. Mọi người sử dụng rượu bia thì cũng phải như kiểu là cũng phải làm chủ được bản thân, cũng phải một cái điều lượng vừa phải thôi ạ. Chứ mình uống thì mình không chỉ có hại cho bản thân mà mình còn gây hại cho những người mà đi đường. Rượu bia cũng là nguyên nhân khiến gia đình bà Vũ Thị Bảy ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử mất đi người con trai của mình là anh Trần Duy Thư, 33 tuổi. Đêm ngày 4 tháng 4 năm 2019, anh Thư sau khi uống rượu cùng bạn bè ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã điều khiển xe máy về nhà. Do quá say không làm chủ được tay lái, đã đâm vào gốc cây lề đường ở khu vực phố Giác. Tuy được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, song anh Thư không qua khỏi do bị ngộ độc rượu, lượng cồn trong máu quá cao. Tối hôm đấy là anh em là cũng đi uống rượu và bàn về công việc làm ăn. Trước khi về thì chắc là trong người là cũng có hơi rượu bia gì đấy. Em nó như thế rồi, bây giờ thì các anh các em nhìn cái gương của em này mà tránh. Thời gian gần đây, trên cả nước từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện đã uống rượu bia khi tham gia giao thông. Điển hình như vụ lái xe đâm vào đám tang khiến 4 người chết và 6 người bị thương vào trưa ngày 11 tháng 4 tại Bình Định. Vụ xe Fortuner đâm vào xe chở khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều ngày 13 tháng 2 khiến 12 người nhập viện, trong đó 3 người tử vong.
vụ tài xế say xỉn đâm chết hai người phụ nữ tại hầm Kim Liên, Hà Nội ngày 1 tháng 5. Quốc hội vừa thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia. Đây là hành lang pháp lý nhằm ngăn ngừa tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe ngày càng gia tăng, gây hậu quả nặng nề cho xã hội. Ngày 12 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 1422 chỉ đạo các ban ngành chức năng thực hiện các giải pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu bia trên địa bàn tỉnh. Trên hết, mỗi người lái xe hãy có ý thức đã uống rượu bia không lái xe. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.